Trần Công Tiến, Tiến sĩ triết học, Lao Tử, Đạo Đức Kinh, chương 1 và 11, đoạn 1, bản văn, chương 1. Đạo có thể nói đến được không phải là đạo thường hằng. Tên có thể gọi được không phải là tên thường hằng. Không là tên của nguyên thủy của trời đất. Có là tên của mẹ của vạn vật. Cho nên trong cái không thường hằng, chúng ta muốn xem sự kỳ diệu của đạo trong cái có thường hằng, chúng ta muốn xem dáng dấp của đạo. Hai cái đó cùng sinh ra mà khác tên, cùng bảo là huyền nhiệm. Huyền nhiệm và càng huyền nhiệm, đó là cửa ngõ của mọi kỳ diệu. Chương 11 30 tay hoa tụ lại thành bầu bánh xe, nhưng chỗ trống không trong bầu là cái dùng của xe. Nắn đất thó để làm bát, nhưng chỗ trống không trong bát là cái dùng của bát. Đục cửa và cửa sổ để làm thành nhà, nhưng chỗ trống không trong nhà là cái dùng của nhà. Cho nên cái có là cái lợi và không là cái dùng. Đoạn 2 Giải thích Chương 1 Đạo có thể nói đến được không phải là đạo thường hằng. Tên có thể gọi được không phải là tên thường hằng. Theo chân lý nét gấp đôi, trong sự xuất hiện của một sự vật có sự xuất hiện của hai thực thể, của vật chất, chẳng hạn gỗ trong thí dụ về cây cầu, và của đạo đây là hai thực thể khác nhau và chúng xuất hiện cùng một lúc nơi cây cầu có một sự kiện quan trọng xảy ra khi chúng ta nhìn vào cây cầu chúng ta lại dường như chỉ thấy gỗ mà không thấy đạo đạo xuất hiện ra để cho gỗ có thể là cây cầu và đạo ẩn giấu mình đi đạo ẩn giấu mình đi sâu xa đến độ chúng ta có khuynh hướng không nhìn thấy đạo nữa chúng ta chỉ nhìn thấy vật chất thôi đó là tính cách bí mật hay huyền nhiệm của đạo chúng ta nói đạo xuất hiện ra nhưng nếu có ai hỏi chúng ta về đạo chúng ta không nói lên được nếu có ai hỏi chúng ta tên của đạo chúng ta không nói lên được trái lại nếu có ai hỏi chúng ta về cái vật bắc qua hai bờ sông kia chúng ta có thể nói về nó ít nhiều và có thể gọi tên nó là cây cầu vậy so với một sự vật đạo vừa huyền nhiệm vừa không tên Chúng ta có thể nói rằng đạo có tên là đạo và vận hỏi, vậy tại sao lại nói đạo là không tên? Cái tên đạo thực ra không nói lên một nội dung nào cả. Cho nên có thể nói, đó là tên mà không phải là tên. Đạo huyền nhiệm và không tên lại không phải là một khuyết điểm của đạo. Vì nếu không huyền nhiệm và không tên, đạo không phải là đạo lâu dài hay thường hằng. Lao tử nhìn thấy đạo huyền nhiệm và không tên đó là đạo thường hằng thương hằng ngày xưa đã có bây giờ cũng có và tương lai cũng có khi còn có con người là còn có đạo đạo là con đường hay cách trong đó con người tương giao với sự vật có người dịch chữ thường là vĩnh cửu bất biến nếu hiểu vĩnh cửu là kéo dài vô tận thì sự hiểu như thế có thể gây nên một hiểu lầm sự hiểu lầm này là đạo là một cái gì luôn luôn hiện hữu dù có con người hay không để đi vào chiều sâu của tư tưởng của lão tử chúng ta nên ghi nhận rằng đạo là đạo của con người và không có con người không có đạo giả dạ như một tỷ năm nữa loài người không còn tồn tại khi đó không có đạo nữa khi đó không có cây cầu bắc qua hai bờ sông nếu hiểu bất biến là không thay đổi thì sự hiểu như thế cũng có thể gây nên một hiểu lầm sự hiểu lầm này là đạo là một cái gì cố định bất di bất dịch giả sử như một hòn đá cứng đến độ mưa nắng qua bao nhiêu thời gian không làm thay đổi được chúng ta nên ghi nhận rằng đạo là cách trong đó con người tương giao với các sự vật cách hay đạo này thay đổi chúng ta có kinh dịch dịch có nghĩa là thay đổi và là tên gọi của đạo đạo không phải là một cái gì đó một vật nào đó một khí nào đó hiện diện ngoài con người thí dụ đức nhân là đạo của con người nhân làm cho con người là con người đích thực nhân là đạo là cách mà con người hiện hữu trong thế giới này nhân không phải là một cái gì đó ngoài con người không có con người không có đức nhân làm sao có thể cắt nghĩa nhân là một cái gì đó một vật nào đó một khí nào đó ở bên ngoài con người được không là tên của nguyên thủy của trời đất lao tử đi tìm nguyên thủy của trời đất và ông thấy đó là không trời đất là gì trời đất là khuôn khổ trong đó vạn vật xuất hiện ra chúng ta đã nói đạo xuất hiện ra để cho sự vật kia xuất hiện ra như là cây cầu trời đất là tên gọi của đạo trời đất là đạo trong đạo hay cách có tượng hay hình ảnh của trời đất tại sao trời đất là đạo con người sống trên có trời và dưới có đất trời đất chỉ cho con người cách sống con người mưu cầu một cương ngụ bình an an cư. Trời đất chỉ cho con người biết những gì bình an và những gì bất bình an. Lao tử ở đây đặt câu hỏi về nguyên thủy của trời đất hay của đạo. Đạo xuất hiện ra. Vậy do đâu có đạo? Ông thấy đạo không do sự vật hay vật chất mà ra. Đạo vượt ra ngoài vật chất. Cái vượt ra ngoài vật chất tạm gọi là không. Như vậy chúng ta thấy Lao tử có đặt câu hỏi về nguồn gốc của đạo. Nhưng ông cũng chưa tìm thấy một câu trả lời tích cực cho câu hỏi đó. Có là tên của mẹ của Văn Vật. Mẹ ở đây nhắm chỉ nguồn gốc. Ở đây lão tử đặt câu hỏi về nguồn gốc của sự vật. Chúng ta đã nói nguồn gốc của sự vật là đạo. Trong sự xuất hiện của sự vật có sự xuất hiện của vật chất và của đạo. Lão tử đi tìm nguồn gốc của sự vật, ông không đi tìm nguồn gốc của vật chất. Đạo là nguồn gốc của sự vật chứ không phải là nguồn gốc của vật chất. Tư tưởng của Lão Tử không phải là một vật lý học. Lão Tử cũng không đi tìm một nguyên chất nào cấu tạo nên vũ trụ hiểu như là một khối vật chất to lớn vô cùng. Tư tưởng của Lão Tử không phải là một vũ trụ học. Có một cách nghĩa rất được lưu truyền về đạo. Theo cách nghĩa này đạo chỉ bản thể của vũ trụ, chỉ một vật chịu tượng vượt không gian và thời gian và là căn bản của vũ trụ lao tử không có tham vọng vĩ đại như vậy ông chỉ nói về đạo hay con đường hay cách trong đó con người phải xử sự trong tương giao với sự vật xét chính trong lòng của đạo đạo là không tuy nhiên khi đạo xuất hiện ra nơi sự vật đạo là có đạo có nơi gỗ đó và nhờ thế gỗ đó xuất hiện ra như là cây cầu lao tử thấy rằng xét về nguồn gốc của sự vật đạo là có khi nói đến sự vật chúng ta nên để ý sự kiện sau trong sự vật có vật chất và đạo bình thường người ta không nhìn thấy đạo bởi thế bình thường người ta đồng hóa sự vật với vật chất cũng vì thế khi nói đạo là mẹ hay nguồn gốc của sự vật bình thường người ta có khuynh hướng cắt nghĩa đạo là nguồn gốc của vật chất lao tử nhìn thấy hay cảm thấy đạo nhưng ông không nói rõ đạo là một thực thể khác vật chất cho nên người ta có khuynh hướng hiểu sai ông đó là hiểu sai rằng, đạo và vật chất là một, đạo chỉ nói lên phần tình túy hay căn bản của vật chất. Những sách của các thánh nhân xưa như Lão Tử và Khổng Tử thường do các học trò chép lại. Cách học trò không nhìn thấy cái nhìn hay cảm giác nguyên nguyên của các thầy. Họ lại không nhìn thấy sự khác biệt giữa đạo và vật chất. Vì thế lời chép lại của họ có thể không giống hệt lời của các thầy và có thể gây hiểu lầm ngôn ngữ cũng giúp vào sự hiểu lầm đó lấy thí dụ chữ sinh ra đạo sinh ra vạn vật vậy thì vạn vật chỉ là hậu thân của đạo vạn vật với đạo là một nhất thể các thánh nhân tài ba lỗi lạc đến độ khám phá ra được cái thể chung hay duy nhất của vạn vật kiến thức của các ngài thật là xa rộng lắm và thâm sâu lắm các ngài biết hết vạn vật và biết đến tận chỗ sâu kín của nó rồi đến ngày nay khi các khoa học tiến bộ người ta khám phá ra rằng kiến thức của các ngài về vạn vật xem ra rất mông lung và mơ hồ không phải như thế lao tử nói về đạo xét như một thực thể khác vật chất các khoa học ngày nay biết rất nhiều về vật chất nhưng không biết gì về đạo lao tử nói đạo như nguồn gốc của sự vật chứ không phải là nguồn gốc của vật chất gỗ muốn xuất hiện ra như là cây cầu nó phải mang đạo ở trong nó đạo là nguồn gốc của cây cầu chứ không phải là nguồn gốc của gỗ cho nên trong cái không thường hằng chúng ta muốn xem sự kỳ diệu của đạo trong cái có thường hằng chúng ta muốn xem dáng dấp của đạo đạo như vậy có hai mặt không và có cái gì không hình hay vô hình được mô tả là kỳ diệu vì thế lao tử nói chúng ta thấy sự kỳ diệu của đạo trong cái không trong cái có thì chúng ta thấy được bộ mặt của đạo hai bộ mặt chính là trời và đất Trời và đất là hai bộ mặt của đạo được lấy làm chủ đề của kinh dịch, một tác phẩm đã có nhiều thế kỷ trước lao tử. Nhưng chúng ta nên ghi nhận rằng dù đạo là có, nó cũng không phải là vật chất. Vì thế chữ chất hay vật có thể chỉ đạo hay chỉ vật chất. Hai cái đó cùng sinh ra mà khác tên, cùng bảo là huyền nhiệm. Huyền nhiệm và càng huyền nhiệm. Đó là cửa ngõ của mọi kỳ diệu. Đạo có thể mang tên là không hay là có tên khác nhau nhưng thật ra cũng là một khi bắt đầu tra hỏi về đạo lão tử đã ấp úng không trả lời được vậy nếu chúng ta có gặp trở ngại khi muốn nói về đạo chúng ta cũng không nên ngạc nhiên gì vì ấp úng lão tử nói đạo là huyền nhiệm có đạo đó là một sự kiện lão tử không hoài nghi tuy nhiên xác định nó là gì thì lão tử không làm nổi không làm nổi thì lão tử thành thực mà phê nó là huyền nhiệm. Càng suy tư, lão tử càng rơi vào chỗ bí. Vì thế ông gọi đạo là huyền nhiệm và càng huyền nhiệm. Lão tử không những thấy đạo là huyền nhiệm, ông còn thấy nó là kỳ diệu. Kỳ diệu nói lên rằng đạo không giống các sự vật. Kỳ diệu là nói lên cái khác thường, đáng gây ngạc nhiên cho chúng ta. Triết học phát xuất từ sự ngạc nhiên của con người trước một cái không phải là vật chất lao tử gọi cái không phải vật chất đó là kỳ diệu. Tóm lại lao tử thấy đạo huyền nhiệm và kỳ diệu. Với huyền nhiệm lao tử nói lên được tính cách ẩn giấu của đạo, đạo xuất hiện ra và đồng thời ẩn giấu mình đi. Với kỳ diệu lao tử nói lên được tính cách đạo khác với sự vật vật chất. Chương 11 30 tay hoa tụ lại thành bầu bánh xe, nhưng chỗ trống không trong bầu là cái dùng của xe. Nắn đất thó để làm bát, nhưng chỗ trống không trong bát là cái dùng của bác đục cửa và cửa sổ để làm thành nhà nhưng chỗ trống không trong nhà là cái dùng của nhà cho nên cái có là cái lợi và không là cái dùng ở đây các vật chất tạo nên sự vật được gọi là cái có hay cái lợi tay hoa đất phó cửa và cửa sổ vậy có ở đây không giống với có trong chương một nhưng chính cái không mới tạo nên cái dùng của sự vật sự dùng, sự sử dụng của con người làm cho một sự vật là sự vật. Lao tử muốn nêu lên các thí dụ này để nói về cái dùng. Ai dùng? Chính con người. Sự dùng, sự sử dụng chính là đạo của con người. So sánh với vật chất, sự dùng là cái không. Chương 11 này rất quan trọng. Nó hàm chứa cái nhìn vào nét gấp đôi của Lao tử lao tử nhìn thấy nơi một sự vật xảy ra đạo của con người và lao tử viết đạo đức kinh để nói lên cái đạo này mặc dù biết rằng đạo là huyền nhiệm lao tử vẫn cố gắng nói lên cái đạo đó nói đến đạo của con người thì rộng rãi vô cùng mỗi người xem ra có một đạo riêng lao tử mưu cầu một đạo gì cho con người lao tử mưu cầu một cư ngụ bình an cho con người làm thế nào để sống một đời sống bình an? Toàn sách Đạo Đức Kinh nhắm dẫn tới một cư ngụ bình an. Tất cả 81 chương của Đạo Đức Kinh đều nói về đạo dẫn tới cư ngụ bình an cho con người. Vậy khi đọc Đạo Đức Kinh, chúng ta phải định hướng tìm ra cư ngụ bình an theo lời giảng dạy của Lão Tử. Chúng ta thực hiện đạo trong tương quan của chúng ta với các sự vật và các người khác thông thường chúng ta không đạt được cư ngụ bình an hay đạt được một phần nào thôi khi đọc đạo đức kinh chúng ta nên chú trọng vào ba điểm sau một hình dáng và nguồn gốc của đạo hai đạo cho đời sống của một người bình thường và ba đạo cho người cầm quyền chúng ta thấy lao tử đưa ra nhiều điểm khó hiểu mà một người bình thường không biết tới đạo xuất hiện ra với nhiều kỳ diệu mà vượt ra ngoài đầu góc của một người bình thường chúng ta hãy tin vào câu này của lão tử lời nói của ta rất dễ hiểu rất dễ làm